Did I go for one? Đi ở đạm bọc bầy lơ ào mùi tiền tên bàn hơi nghe đã điểm mình rồi đã điểm mình thì rồi xạ mà đi mất rồi chân đôi chân trong tận đặc ba đấy thì đã bọc vì cỡ ao sân thì em cứ ở đây ở toàn là silver mà giờ làm mà toàn nguyên bông bờ lòm tính em Seven. Dừng lại phía gần là đài clip máu này clip máu mình bị trâu con phù này ok hai rúa dừng còn đặt bao bông nó để khâu thì ao rồi máu dừng vô máu vô này bay anh ấy cứ ăn phở cái rồi nó bây giờ bay nhé chỉ là bây giờ bị đau máu nhẹ mà sao mày mở hai cái đầu biến vô là không nhé hai vô nè để sơ để on sơ để chạy được bị đau máu là bởi vì chạy như thế hai này máu dân chạy còn thọc thay cái này nên máu tiêm máu tiết dương đã đi chỉ đồng bào phi đó là bao nhiêu chân nhé nên chia thật cả mà đồn
mà gọi chứ chết máu một bà nè nhẹ quên bà nè rồi dùng kẻ này mình ok chẳng dùng mang sạch cơ hồn chứ về làm đi mịch về làm đi mịch đấy. Oh my god. Xa đi mơ. Ở miền đi xa chắp chào. Chẳng xong xong đã lưng có ba mươi thiệt. Vậy phì phì đi ở đây sai mơ bị chạm mơ bị đốt làm đọc kê ở đó ồ làm đọc kê đồng một phầy kê chiếm chứ mình này thay đi mình như vì thay đi sợ vô rồi đó như chạm nó mang đi cho nhóm mang đi cùng mùi đó thông mùi đó mà chờ này chạy được cái xuống của ba này lô PK chưa ok tao vĩnh chạy được xuống mà tao rồi ta bàn silver nói hay cho mơ đó chị thi chết đâm mấy đô có ba chị thi cái độ thai đấy không mấy tập đi pon trường đó đồng đó pi mơn bảy pon trường đó bảy mơn mấy chết đây chiêm đi mấy chân hero chật sân bụng pơ bụng vốn anh đi tâm bàn mà nữa bạn bạn kê cho bạn khao mới chứ bùm bùm bạn rồi cô lọc kê bên đó
đây mùi nó hơi chất sụn chất tay chất pram đọc chất pram Ok, tập năng thế, cứ chơi ra. Video nào chưa từng thua thì ok chắc là